Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 97, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 81 ngày 27 tháng 8 năm 2021, quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, gọi tắt là Nghị định 97. Theo đó, giữ ổn định học phí từ năm học 2023-2024 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông bằng mức học phí năm học 2021-2022. Lùi lộ trình học phí của giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập 1 năm so với quy định tại Nghị định 81, tức là học phí năm học 2023-2024 tăng so với học phí năm học 2022-2023, nhưng mức tăng thấp hơn so với lộ trình quy định tại Nghị định 81 để phù hợp với điều kiện thực tiễn và giảm bớt khó khăn cho học sinh, sinh viên. Các chính sách miễn giảm học phí được quy định tại Nghị định 81 tiếp tục được giữ nguyên để hỗ trợ cho các đối tượng chính sách và có điều kiện khó khăn. Ở bậc đại học, chính phủ quy định trần học phí với các trường công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm học tới là 1,2 đến 2,45 triệu đồng một tháng, tùy khối ngành. Mức thu hiện nay vẫn được giữ vững từ năm 2021-2022 do ảnh hưởng dịch Covid-19 là 980.000 đồng đến 1,43 triệu đồng một tháng một sinh viên. Còn với những trường đại học đã tự chủ, tự chi lương, phụ cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, tùy mức độ được thu tối đa bằng khoảng 2,5 lần mức trên, tức 2,4 triệu đồng đến 5,5 triệu đồng một tháng. Với chương trình đào tạo đạt kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc theo tiêu chuẩn nước ngoài, các đại học được tự xác định học phí nhưng phải công khai. Ở bậc phổ thông, chính phủ quy định học phí năm học 2023-2024 giữ ổn định bằng mức thu học phí của năm học 2021-2022 theo quy định của Hội đồng Nhân dân các tỉnh. Mức trần học phí đối với các trường công lập năm học 2023-2024 dao động từ 30.000 đồng đến 650.000 đồng và tùy cấp học và khu vực. Nghị định cũng nêu rõ với những nơi đã tăng học phí so với năm học 2021-2022 thì ngân sách địa phương đảm bảo phần chênh lệch tăng thêm, mức hỗ trợ cho từng cơ sở giáo dục do địa phương xem xét quyết định. Trường hợp ngân sách địa phương không đảm bảo phần chênh lệch tăng thêm so với mức thu học phí năm học 2021-2022 thì phải thực hiện điều chỉnh theo quy định của nghị định này.